mấy ngày rồi gì? Mấy ngày có sai không vậy? 28 Hôm nay còn 15 ngày, chúng bố vợ có sai không? Sai không? Sai không? Bình thường không? Sai không? Bố vợ mừng tuổi về, có chắc có lẻ mà mẹ vợ mừng tuổi thì chắc lẻ nhá. Bằng người 5 lít hơn 5 lít? 5 năm. 5 năm à? 5 năm rưỡi. Mẹ vợ 5 năm, bố vợ 5 năm. 5 năm. Thế mẹ chồng được mừng tuổi có trâu bao nhiêu? Chỉ có đồng hết số, năm nào cũng vậy. Đấy, lớp được rồi, cắt ở kia này hỏng, cắt đẩy ra. Bố có mừng tuổi chứ. Bố thì có tiền đến này, bố chẳng có đồng nước. Chứ bố mới có tiền. Rồi. Đấy, bây giờ thôi, phải thái cái kia đi. Thái gì cũng đâu, bò thái rồi đấy. Bắn muối xong thì bê lên trước đi, cứ đặt xuống bàn này, tí mình nên mình đặt này. Thế chủ mà mẹ nhà mình chưa ăn đã sợ thiếu. Đã bảo đừng mua cái gì nữa, bằng đấy thứ nó đủ rồi. Hôm đấy con xuống mua mỗi cá nấu nữa thôi. Mẹ cứ sợ thiếu. Không, đợi bao giờ mới chết. Đoán Yến đi. Con Yến đang đi chợ bảo nó luôn. Mua gì? Ừ, có nó, mua cá trắng ấy. Đó đi con nói về luôn đấy. Bảo nó nhanh lên khỏi nó về nó lại quay ra khổ thân nó. Thôi. Cháu về đi. Đi đi. Tối mà về gì? Được không? Không được. Hơn lần sau ba mùng 1 chị gọi cũng phải đến nhá. Mùng 1 nó chở ra rồi. Đấy, khổ mẹ chị với đấy cô Huệ cứ sợ em không ra. Cả nhà hàng người ta phục vụ quanh năm no cái gì? Mấy người nó không có ngày nghỉ đâu. Ở trên đấy vậy mà một chị gọi đến đến hết mà. Vâng, gọi đến hết mà. Đi đâu. Đấy. Cứ sợ em nó không đến. Cái này có thường chưa các thầy ơi? Có thường chưa? Lâu ngày.